kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay, Thời sự 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Bịt lỗ hổng lợi ích nhóm trong đăng kiểm. Thưa quý vị, thời gian qua, công an nhiều tỉnh thành trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm, đã có hàng chục bị can là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên bị khởi tố, bắt tạm giam. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang điều tra mở rộng, làm rõ hành vi, trách nhiệm của những người liên quan. Từ phát hiện sai số trong dữ liệu đăng kiểm của một chiếc xe tải, công an thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng điều tra, khởi tố 43 bị can về hành vi môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong hoạt động đăng kiểm. Ngay sau đó tại Bắc Ninh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã vừa ra quyết định khởi tố 14 bị can về hành vi nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 9903D. Các trung tâm đăng kiểm tại Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp cũng đang trong quá trình khởi tố. Đây là được xem là những hành vi đặc biệt nghiêm trọng gây mất an toàn, đe dọa tính mạng người dân tham gia giao thông trên cả nước, ảnh hưởng tiêu cực tới trật tự quản lý công cộng, gây dư luận xấu cho xã hội. Ngoài hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được nhóm trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh phía Nam cố ý bỏ qua lỗi vi phạm để thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng, còn có 52.291 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được cấp trái với quy định để nhóm này thu lợi trên 10 tỷ đồng. Với hàng chục ngàn phương tiện không đảm bảo an toàn như vậy lăn bánh trên mọi ngả đường, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Tai nạn xảy ra, thiệt hại nhân mạng, tài sản xã hội là rất lớn. Do đó, sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an được dư luận xã hội hoan nghênh. Mặc dù trước mắt, cuộc điều tra có thể sẽ gây ra những phiền phức cho người dân và các thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp, dịch vụ vận tải. Nhưng đây là việc trước sau vẫn phải làm quyết liệt để chấm dứt tình trạng tiêu cực tại các trạm đăng kiểm hiện nay. Đặc biệt, đây là cơ hội bịt lại các lỗ hổng lợi ích nhóm, lợi dụng chủ trương xã hội hóa nhằm trục lợi. Câu chuyện những lỗ hổng trong quá trình đăng kiểm phương tiện cơ giới đã diễn ra từ lâu, nhất là tại những trung tâm đăng kiểm được thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Có rất nhiều cách để các tài xế lách trong quá trình đăng kiểm phương tiện, theo như phản ánh của các tài xế. Bên ngoài trung tâm đăng kiểm có các dịch vụ cho thuê lốp, nhiều xe đi rất hay bị nổ lốp. Những xe tải đã cũ, lúc đăng kiểm bên ngoài, họ sẽ thuê lốp bên ngoài vào đăng kiểm. Đăng kiểm xong, họ lại tháo trả lắp vào xe. Hầu như xe tải nào cũng cơi thành, chở quá trọng tải, nhưng đến lúc đi đăng kiểm, cắt thành ra một tí, vẫn đăng kiểm bình thường, vẫn chạy hàng ngày bình thường. Thẳng thắn thừa nhận rằng, xã hội hóa trung tâm đăng kiểm là một xu hướng đúng đắn trong điều kiện nguồn vốn ngân sách còn hạn chế. Tuy nhiên, mặt trái của quá trình này, việc nở rộ các trung tâm đăng kiểm không đi kèm với các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động đăng kiểm tương ứng nên dẫn đến những khó khăn trong quá trình kiểm tra và quản lý. Để cho các trung tâm đăng kiểm chạy theo lợi nhuận, xem nhẹ mục tiêu đảm bảo an toàn kỹ thuật đối với các phương tiện tham gia giao thông là trách nhiệm của cơ quan quản lý. Vì thế, đây là một bài học rất lớn về việc quản lý những lợi ích nhóm từ chính sách của nhà nước. Chính sách là đúng, nhưng người quản lý kiểm tra giám sát thiếu trách nhiệm nên đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc lớn trong người dân. Nói tóm lại, tính mạng của người dân là trên hết, mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông phải thực hiện cho bằng được ở mức độ cao nhất nên không thể nương nhẹ với những người xem thường tính mạng của người khác. Chỉ có làm nghiêm, thẳng tay đối với các vi phạm thì mới có thể xóa đi những điểm mù, góc khuất nhạy cảm trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới vốn được đầu tư nhiều công nghệ hiện đại nhưng vẫn rất dễ bị tác động làm sai lệch kết quả bởi các yếu tố liên quan đến con người. Cuối năm thấy đường xá ở thành phố Hồ Chí Minh bị xới tung mà phát ngắn. Quý vị thân mến, trên nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh, các đoạn rào chắn của công trình cũ chưa kịp hoàn tất thì công trình mới đã mọc lên, khiến cho tình trạng giao thông hỗn loạn, cuộc sống sinh hoạt của người dân cũng bị ảnh hưởng. Rào chắn ngổn ngang. Theo ghi nhận của phóng viên, vào giờ cao điểm, hàng ngàn xe cộ nối đuôi nhau, lết lết trên đường Võ Văn Ngân, thành phố Thủ Đức. Hiện tại ở khu vực đường này và đường Kha Vạn Cân thuộc dự án xây dựng hệ thống thoát nước, có ít nhất hai đoạn rào chắn đã án ngữ suốt nhiều tháng qua. Đơn cử một đoạn rào chắn dài khoảng 20m, rộng khoảng 2,5m nằm giữa đường Võ Văn Ngân gần với giao lộ đường Đặng Văn Bi khiến mặt đường hai bên bị thu hẹp đáng kể. Do đó xe buýt và ô tô buộc phải chạy lên vỉa hè thường xuyên để lách qua. Việc này khiến cho mặt đường, vỉa hè bị nứt toác, nham nhở. Người dân khu vực cho biết trong suốt quá trình thi công dự án đã có những vụ ngã xe vì hàng rào chắn đổ sập hoặc do đường hẹp nên xe chen chúc và chạm với nhau. Hiện tại đoạn hàng rào tại đây cũng đang trong trạng thái liêu xiêu có thể bị sập đổ, đè người đi đường bất cứ lúc nào.
Cách đó khoảng 1 km, dự án sửa chữa đường số 10, phường Linh Đông cũng đang được thi công. Tại khu vực này, vật liệu xây dựng được bố trí ngổn ngang, không có người điều tiết giao thông. Một số miệng cống mở toang không có nắp đậy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường. Tôi ủng hộ việc sửa chữa lại tuyến đường này, nhưng thời gian thi công cần được sắp xếp hợp lý hơn. Việc để vật liệu xây dựng bừa bộn trên đường và trước cửa nhà dân khiến cái Tết của chúng tôi không trọn vẹn. Chị Hoàng Ngân, phường Linh Đông chia sẻ. Còn tại đường Lương Định Của, đoạn giao với đường Trần Não, thành phố Thủ Đức, những ngày cuối năm, nhiều công nhân vẫn đang tất bật thi công nền đường. Một làn đường này bị rào chắn, làn còn lại có nhiều xe hai chiều chen chúc nhau. Vào giờ cao điểm, giao thông tại đây luôn trong tình trạng ùn ứ, tước giấy phép thi công. Theo thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, có 79 vị trí đang rào chắn trên 50 tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 11. Tuy vị trí rào chắn không nhiều bằng mọi năm, nhưng một số dự án có vi phạm đến việc bố trí rào chắn không đúng quy định thi công cầu thả. Do đó thanh tra Sở đã kiến nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh áp dụng một số biện pháp xử lý mạnh mẽ. Đối với dự án thi công hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân, thành phố Thủ Đức làm việc bê bối, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong quá trình thi công bắt đầu từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, dự án đã nhiều lần vi phạm nên Sở đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và nhắc nhở 15 lần nhưng vẫn còn tồn tại. Mới đây, thanh tra Sở đã tước quyền sử dụng giấy phép thi công dự án nêu trên trong vòng 2 tháng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công nghiêm túc thực hiện thông báo tước quyền sử dụng giấy phép thi công, dừng mọi hoạt động thi công mới cho đến khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền. Theo đại diện đội thanh tra giao thông số 5 thuộc thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2022 đến nay, đội đã thường xuyên kiểm tra, xử lý đối với các công trình thi công có rào chắn, đào và tái lập mặt đường, trong đó có đường Võ Văn Ngân và đường Lương Định Của. Trong thời gian tới, đặc biệt là dịp cận Tết, theo chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, đội thanh tra giao thông sẽ tăng cường công tác tuần tra, thanh tra xử lý nghiêm các dự án vi phạm, yêu cầu tháo các đoạn rào chắn không hợp lý, gây ách tắc giao thông và nguy hiểm đến người đi đường. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị xây dựng bệnh viện công tư kết hợp. Kính thưa quý vị, theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, việc hợp tác y tế công tư cần theo mô hình tư nhân xây dựng cơ sở mới, bệnh viện công cung cấp nhân sự chuyên môn và thương hiệu. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp về việc đề xuất cơ chế chính sách thí điểm tạo động lực phát triển thành phố trong lĩnh vực y tế. Theo đó, hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 128 bệnh viện đang hoạt động với chỉ số giường bệnh là 42 giường trên 10.000 dân. Nếu so với nhu cầu khám chữa bệnh cho khu vực và so sánh với các nước phát triển, chỉ số giường bệnh của thành phố vẫn còn thấp. Một bệnh viện đa khoa, chuyên khoa gặp khó khăn trong phát triển kỹ thuật chuyên sâu do cơ sở hạ tầng quá chật hẹp, xuống cấp, nguồn kinh phí hạn hẹp. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục ưu tiên đầu tư cho ngân sách y tế, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị được quyền quyết định một số cơ chế chính sách nhằm thu hút nguồn lực xã hội, nhất là hệ thống y tế tư nhân tham gia phát triển thêm các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa kỹ thuật cao. Cụ thể, cần có cơ chế chính sách để thành phố giao đất cho hệ thống y tế tư nhân tham gia xây dựng thêm các bệnh viện mới. Đặc biệt, ưu tiên cho các chuyên khoa hiện đang quá tải tại các bệnh viện công lập như chấn thương chỉnh hình, ung bướu, tim mạch, thần kinh, mắt, tai, mũi họng với quy mô từ 300 đến 500 giường bệnh mỗi bệnh viện. Đề án hình thành trung tâm tầm soát và chẩn đoán sớm bằng công nghệ cao cũng cần được kêu gọi tư nhân tham gia đầu tư để sớm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong khu vực. Ngoài ra, theo nhu cầu phát triển của xã hội, thành phố cũng cần xây dựng thêm nhiều khu dưỡng lão phức hợp chăm sóc điều trị cho người cao tuổi, những trung tâm phục hồi chức năng bằng công nghệ cao. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, cần có cơ chế chính sách để thành phố triển khai hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế. Hiện nay, việc thành lập thêm cơ sở 2 của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối vừa góp phần giảm tải, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, vừa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, vừa tạo thêm nguồn thu cho các bệnh viện công lập và giữ chân các bác sĩ giỏi là giải pháp khả thi. Văn bản nêu với yêu cầu này, trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, cần huy động tư nhân tham gia với hình thức hợp tác công tư, tư nhân xây dựng cơ sở mới tại một vị trí khác, cơ sở 2, bệnh viện công cung cấp nhân sự chuyên môn và thương hiệu bệnh viện, kiến nghị thành phố được quyền quy định một số cơ chế, chính sách theo loại hình hợp tác này. Sở Y tế cũng kiến nghị cần nghiên cứu thêm cơ chế, chính sách cho phép thu hút nguồn nhân lực bác sĩ điều dưỡng từ nước ngoài tham gia cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.